Thưa quý thính giả, ngày này đúng 50 năm trước, Bán Nguyệt Sao Nhân Văn số 1 ra mắt tại thủ đô Hà Nội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở đầu cho giai đoạn 2 của phong trào nhân văn giai phẩm. Tấm lòng muốn đổi mới, đòi trả văn nghệ lại cho văn nghệ sĩ của những người chủ trương đã chuyển hóa thành sự náo nức của người dân thành thị đón chào một luồng gió mới đầy hứng khởi và khơi dậy niềm khát khao dân chủ tự do nơi không ít thành phần trí thức. Phong trào bùng phát mạnh mẽ, nhưng chỉ sau 3 tháng đã bị dập tắt và phong trào nhân văn giai phẩm trở thành vụ án nhân văn giai phẩm, bởi tất cả những ai liên hệ sau đó đều chìm vào cơn ác mộng đọa đày suốt mấy chục năm. Ban Việt ngữ nhân dịp này mở lại bộ hồ sơ đầy oan khuất này bằng một loạt 10 bài do Nguyễn An thực hiện. Mời quý thính giả nghe bài thứ nhất do Thi Nga trình bày. Báo Nhân Văn và các ấn bản giai phẩm có mặt tại miền Bắc Việt Nam, lúc bấy giờ là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đúng 50 năm trước. Nhân Văn là một Bán Nguyệt San xuất bản tại Hà Nội và sống vỏn vẹn chưa đến 3 tháng với 5 số báo, tính từ số 1 ra ngày 15 tháng 9 năm 1956, và số 6 chưa in xong thì báo bị đóng cửa vào ngày 15 tháng Chạp cùng năm. Trước đó, vào tháng 2 năm 1956, đã xuất hiện giai phẩm mùa xuân, nhưng ấn bản này bị tịch thu ngay. Cuối tháng 8, xuất hiện giai phẩm mùa thu, 10 ngày sau tái bản giai phẩm mùa xuân, rồi cuối tháng 10 lại có giai phẩm mùa thu tập 2. Qua tháng 11 thì có giai phẩm mùa thu tập 3, và đến tháng 12 là giai phẩm mùa đông. Phải nói thêm, một tờ báo nữa xuất hiện đồng thời với giai phẩm mùa thu tập 2, nhưng do giới sinh viên đại học thực hiện, và chỉ ra được đúng có một số duy nhất là tờ Đất Mới, và một tờ báo khác cũng nương theo phong trào nhân văn giai phẩm mà mạnh dạn ăn nói là tờ Trăm Hoa của nhà thơ Nguyễn Bính. Tính theo thời gian thì tuổi thọ của nhân văn giai phẩm chưa đầy một năm. Nói chính xác là chỉ có hơn 10 tháng kể từ lúc xuất hiện giai phẩm mùa xuân cho tới lúc báo Nhân Văn bị đóng cửa. Tính theo số ấn phẩm thì chỉ có 10, gồm 5 giai phẩm và 5 số báo Nhân Văn. Tuy nhiên, nhân văn giai phẩm đã ghi lại những kỷ lục mà cho tới nay, với 61 năm lịch sử của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chưa có một diễn biến nào vượt qua được. Riêng nhà văn Hoàng Tiến, trong bài viết gần cuối thế kỷ 20, đã gọi đây là một vụ án văn học, có thể nói là kinh thiên động địa, chưa bao giờ xảy ra ở Việt Nam với tầm vóc quy mô như thế. Nhân văn giai phẩm thường được nói đến như một phong trào, nhưng nếu coi đó là một phong trào thì phải nói là thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo và thiếu cả phương tiện. Mặc dù thế, nhân văn giai phẩm đã tác động mạnh mẽ đến xã hội, đến nỗi ngày đầu tiên phát hành báo Nhân Văn tại Hà Nội đã là một ngày hội của quần chúng, như lời nhà thơ Lê Đạt, một trong những người chủ trương kể lại, trong cuộc phỏng vấn do nhà nghiên cứu Thụy Khuê thực hiện tại Paris vào năm 1999 cho tạp chí Văn Học của đài RFI như sau. Đời tôi thì chưa bao giờ tôi thấy là một cái tờ báo mà được hoan nghênh như thế. Tức là khi mà số 1 từ ở cái nhà in Xuân Thu ra cái nhà hát lớn vào khoảng độ gần 2 cây số, thì có khi cái người làm báo phải đi về về đến 10 lần để lấy báo, tại vì hết ngay, và người ta chen ra đường, người ta mua, thậm chí người ta cứ đưa tiền ra không ai lấy tiền trả lại. Lúc đó tôi mới đứng, tôi nhìn thì tôi mới thấy thế nào là, mà tôi thấy là Lenin nó có rất đúng là cách mạng là ngày hội của quần chúng. Không biết là cái ngày hội nó kéo dài nhiều không, nhưng mà đúng là ngày hội của quần chúng thật, tức là không thể đi được, bản thân tôi không thể đi được, cứ ra các thì người ta lấy hết báo lại vào lại cứ liên tục như thế, mà chẳng phải quảng cáo gì. Số một báo Nhân Văn ấy thì sau khi nó ra rồi, đi đâu tôi cũng thấy người ta nhắc lại cái hai mấy câu thơ của tôi, tức là đem một công an đặt giữa trái tim người, bắt tình cảm ngược xuôi theo đúng luật đi đường nhà nước. Nhất là sinh viên thì ủng hộ rất nhiều. Rồi cái tờ báo Nhân Văn lập tức số 1 là phải y lại đâu sau có 1-2 ngày gì đó. Đáp lại, nhà nước cộng sản tại miền Bắc thời bấy giờ đã huy động toàn bộ lực lượng để đối phó, nói thẳng ra là để tiêu diệt. Người trực tiếp đứng ra thực hiện chiến dịch này là nhà thơ Tố Hữu, lúc bấy giờ là trưởng ban tuyên huấn trung ương của đảng. Không có ai bị lãnh án tử hình, theo nghĩa là đem ra pháp trường bắn,
thế nhưng tất cả những ai liên quan đến nhân văn giai phẩm đều bị đày đọa. Đày đọa nhiều ít tùy theo mức độ liên quan. Người liên quan nhiều thì bị đày đọa nhiều, ít thì bị đày đọa ít. Nhiều có nghĩa là bị đưa ra tòa kết án tù, bị khóa sổ sáng tác, bị gạt ra ngoài lề mọi sinh hoạt văn học nghệ thuật và bị bao vây kinh tế, nghĩa là đói. Còn ít thì bị đưa đi lao động cải tạo, gọi là để xâm nhập thực tế, rồi cho sống lây lất, và cũng bị gạt ra khỏi sinh hoạt văn học nghệ thuật. Còn nếu chỉ đụng đến nhưng thật nhẹ, như là từng đọc qua một hai bài, từng phát biểu một ý kiến không tích cực chống, thì lý lịch cũng bị coi là có tì vết và ảnh hưởng suốt đời. Số người nằm trong trường hợp này không phải là ít, nhưng không rõ là bao nhiêu. Mời quý vị nghe nhà thơ Lê Đạt nói về chuyện này như sau, cũng trong cuộc phỏng vấn do nhà nghiên cứu Thụy Khuê thực hiện vào năm 1999. Không thể đếm xuể được. Tại vì những người ta ủng hộ, những sinh viên, họ đều là những phần tử ưu tú mà. Hay là những cán bộ, người ta cũng khao khát một tí dân chủ. Thì người ta chỉ cần có một tờ nhân văn, đọc một tờ nhân văn, hay là gửi tiền đến nhân văn. Thì sau khi nhân văn bị đánh rồi, thì người đó coi như được bỏ sổ đen hết. Có thể là anh phải chuyển công tác, có thể anh phải đi lao động. Tôi đã gặp rất nhiều sinh viên, những cái cô sinh viên trẻ phải đi lao động rất lâu năm vì đã đọc nhân văn. Thì cái số người tôi không đếm xuể là tất rồi. Chính là tôi cũng tự hỏi đấy, không biết là mình đối với cô họ mình có tội gì không? Đấy là trong một cuộc đấu tranh cho cái mới thì lẽ nhiên là chúng ta mỗi người phải chịu một ít. Nhưng mà họ đúng là họ không có cái ý thức gì cả. Họ chỉ có ham muốn thì không có sai lầm gì cả. Tập một tờ báo, gửi một cái vượt trợ, mà sau này nó kéo có khi, nó kéo cả một đời họ. Mà tôi cho tôi đúng lắm, không thể đếm xuể được. Mà ở Việt Nam thì nó không có gì nó rõ ràng cả. Cái chữ nó rất nớt rồi, nhưng mà nó rất gây khó, người ta gọi là liên quan. Liên quan là dính líu hết đó, nhưng mà anh ấy liên quan thì gây gọi liên quan với nhân văn, liên quan với địa chủ, liên quan với tư sản. Thì tất cả những người này cũng là một thứ liên quan mới, và liên quan với nhân văn, khổ lắm. Các lớp sinh viên trẻ, đi lao động, đi tất cả mọi thứ, khổ lắm. Mà không phải chỉ Hà Nội đâu, ở những các nơi, các tỉnh, các đều có những người ủng hộ cả. Thì những người đó mình không bao giờ biết về thân phận của họ cả. Vì có người bị tù tội, bị trừng phạt, nên nhân văn sai phẩm còn là một vụ án. Chỉ có trên dưới 10 người bị lãnh án. Và không một ai bị nêu tội danh là nhân văn giai phẩm cả, mặc dù ai cũng biết đó là lý do đích thực. Còn lại hầu hết không bị tuyên án chính thức, không bị bỏ tù, nhưng bị đưa đi lao động cải tạo tại các công nông trường. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sau này nhớ lại, trong cuộc chuyện trò với một phái viên của RFA. Năm 58, cụ thể là như thế, chúng tôi 5 người phải đi thực tế ở Điện Biên Phủ lâu dài. Thế thì 5 người đó là những ai? Thứ nhất là Nguyễn Huy Tưởng, là bí thư đảng đoàn Hội Nhà Văn. Thứ hai là Huỳnh Văn Gấm, phụ trách về Hội Mỹ Thuật, thì là đại biểu Quốc hội. Thứ ba là nhà văn Nguyễn Tuân, là phó chủ tịch của Hội Văn Nghệ, à Hội và Nhà Văn. Thứ tư là Văn Cao, thứ năm là tôi. Thế thì khi đưa chúng tôi lên giới thiệu cho ông Chu Huy Mân, quân khu trưởng quân khu Tây Bắc, thì ông Nguyễn Chu Huy Mân rất niềm nở và rất điệu, mở thư của Trung ương ra cho chúng tôi xem. Thì trong ấy vẻn vẹn có mấy câu thôi: đây là 5 người lãnh đạo có vấn đề, mong anh hết sức quan tâm ký tên lành. Thế thôi, ông Chu chỉ có mấy cái. Thế là do đó cho nên chúng tôi được săn sóc mọi điều. Thế thì chuyến đi đó nó là một cái chuyến đi lịch sử, là vì trong văn nghệ chúng tôi không có bao giờ đi lâu như thế. Nhưng vì chúng tôi là 5 người qua lãnh, 5 người lãnh đạo có vấn đề, thì vấn đề gì thì anh hiểu rồi. Ngoài ra họ đều bị kết án tử hình tinh thần. Đối với những người trực tiếp liên quan thì tác phẩm của họ không được xuất hiện với công chúng 30 năm, 40 năm, tức là suốt thời gian mà sức sáng tạo mạnh mẽ nhất và có thể đóng góp nhiều nhất cho đời sống, cho xã hội. Khi họ được phục hồi trở lại, thì hầu hết sức khỏe đã tàn tạ và có những người tinh thần đã suy sụp. Nhà văn Hoàng Tiến, 40 năm sau vụ án, phát biểu. Cái vụ án đấy là thật là kỳ quái trong lịch sử văn học Việt Nam, tức là bắt đi lao động cải tạo, ngoài ra đi lao động cải tạo thì những cái sáng tác phẩm của mình không được đâu sử dụng. Tức là sách báo, các tạp chí, các nhà xuất bản không có đâu in cho công nhân văn giai phẩm cả.
kéo dài hàng 30 năm trời. Chứ không có cái vụ án nào mà lại kỳ quặc đến như thế. Đấy là một cái nỗi oan khuất mà nhiều anh em viết văn. Thế là các văn nghệ sĩ cái giai đoạn ấy là trước khoảng Hà Nội xong thì dốc đến cái chuyện nhân văn giai phẩm ấy thì không thể nào quên được. Điều mà những người tham gia nhân văn giai phẩm mong muốn và đạo đạt lên Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ đầu chỉ là trả văn nghệ lại cho văn nghệ sĩ. Họ đạo đạt một cách rất nhẹ nhàng, lịch sự, có rào trước đón sau và luôn luôn xác nhận sự lãnh đạo của Đảng. Thế nhưng đáp lại, Đảng đã quyết tâm tiêu diệt không chỉ nhân văn giai phẩm mà cả những gì được gọi là nọc độc của nhân văn giai phẩm nữa. Không chỉ đánh tờ báo lúc nó đang sống mà vài năm sau vẫn còn đánh. Không phải chỉ đánh bằng các biện pháp hành chính và cô lập, mà còn vận dụng tất cả mọi thế lực xã hội, từ các văn nghệ sĩ đến công nhân, để dồn những ai dám chân thành góp ý hay dám đồng tình với sự góp ý ấy vào chân tường. Còn yêu cầu được nêu ra từ 50 năm trước, thì nay, 50 năm sau vẫn chưa được giải quyết, và những ai thẳng thắn góp ý xây dựng thì vẫn bị trù dập, mặc dù không toàn diện và triệt để như trước kia nữa. Đó chính là lý do khiến Ban Việt ngữ đài chúng tôi mở lại hồ sơ này, hồ sơ của những vấn đề cũ mà vẫn mới, của những người ôm mối oan khuất trong suốt mấy chục năm trời. Có những người đã chết, có những người đã suy sụp hoàn toàn, nhưng cũng có những người còn đang sống những năm tháng cuối cùng của cuộc đời và cần một trái tim thanh thản để về với vĩnh cửu. Họ xứng đáng được như vậy bởi vì họ đã hành động theo lương tri. Loạt bài này sẽ kéo dài nhiều kỳ, mở đầu là phần bối cảnh với cuộc phỏng vấn nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng. Sau đó là diễn tiến vụ án qua lời kể của ông Nguyễn Minh Cần, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Hà Nội và cũng là chủ nhiệm báo Thủ đô, của các vị chủ chốt trong nhân văn giai phẩm, bao gồm nhà thơ Lê Đạt, ông Nguyễn Hữu Đang, nhà thơ Hoàng Cầm, cũng như qua tài liệu Trăm hoa đua nở trên đất Bắc của cụ Hoàng Văn Chí. Chúng tôi cũng sẽ có phát biểu của một số văn nghệ sĩ mà chính bản thân hay bằng hữu có liên hệ với phong trào như nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nhạc sĩ Tô Vũ, nhạc sĩ Văn Cao, qua người con trai của ông là ông Văn Thao. Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin trước hết cảm ơn các quý vị đã tích cực giúp đỡ trong việc mở lại bộ hồ sơ này, đặc biệt là nhà nghiên cứu, nhà báo Thụy Khuê của Đài RFI tại Paris, Pháp Quốc. Chúng tôi cũng mong mỏi nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung từ quý vị và các bạn nghe đài, nhất là những người mà nhân văn là một cơn ác mộng.